Liên đoàn bóng đá châu Âu đã cho thôi tất cả nhiệm vụ còn lại của ông Jesus Gio Manzano ở Euro 2024 sau khi mắc sai lầm nghiêm trọng trong trận Pháp - Áo tại vòng bảng. Theo tờ Caruso Deportivo của Tây Ban Nha, ông Gio Manzano sẽ không cầm còi cho bất kỳ trận đấu nào nữa tại Euro 2024. Quyết định này được đưa ra sau khi Pháp giành chiến thắng 1-0 trước Áo ở lượt trận đầu tiên vòng bảng Euro 2024. Trong trận đấu này, ông Gio Manzano đã bị chỉ trích vì một số quyết định sai lầm. Đặc biệt ở phút 35, ông đã cho tuyển Pháp phát bóng lên thay vì để tuyển Áo hưởng quả phạt góc. Chỉ 3 phút sau, Áo đã thủng lưới vì pha phản lưới nhà của Mark Gober. Tuyển Áo cho rằng nếu ông Gio Manzano cho họ hưởng phạt góc, tuyển Pháp sẽ không có cơ hội tấn công và ghi được bàn thắng. Các học trò của ông Ralf Rangnick cũng bày tỏ sự không hài lòng với cách xử lý của trọng tài đối với các pha phạm lỗi của cầu thủ Pháp. Theo thống kê, trận đấu này có tổng cộng 24 pha phạm lỗi, nhưng ông Gio Manzano chỉ rút ra 7 thẻ vàng và không có thẻ đỏ nào, trong đó 5 thẻ dành cho Áo và 2 cho Pháp. Điều đáng chú ý là một trong hai chiếc thẻ của tuyển Pháp là thẻ dành cho Mbappé. Quyết định này đã gây ra phản ứng dữ dội từ huấn luyện viên Didier Deschamps và cầu thủ Pháp. Không chỉ riêng ông Gio Manzano, hai trợ lý Diego Barbero Sevilla và Enzo Nevado Rodriguez cũng bị Liên đoàn bóng đá châu Âu loại khỏi giải đấu. Trọng tài VAR Alejandro Jose Hernandez cũng phải về nước sớm. Sự việc này cho thấy Liên đoàn bóng đá châu Âu đang rất nghiêm khắc trong việc đánh giá và xử lý các sai sót của trọng tài. Ban tổ chức Euro 2024 mong muốn giải đấu công bằng và chất lượng chuyên môn ngày càng cao.